Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội kinh doanh tốt, diện tích rộng, ô tô 7 chỗ vào nhà và có thang máy gần với hồ Đền Lừ thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay, em Phương xin giới thiệu với quý anh chị tổ hợp 4 căn nhà xây mới nằm tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. 4 căn nhà của chúng ta thì đều có diện tích là 62m² một căn, tất cả thì đều được xây dựng 7 tầng thiết kế thông sàn với giá đang được chào bán chỉ có 14,6 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về các căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là tổ hợp 4 căn nhà kinh doanh tốt, ô tô 7 chỗ vào nhà và có thang máy nằm tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. 4 căn nhà của chúng ta thì đều có diện tích là 62m² một căn với 2 căn thường và 2 căn lồ góc anh chị nhé. Đấy. Căn hai bên. Nhà hướng chính tây và được xây dựng 7 tầng. Mặt tiền của chúng ta là được từ 4,3 cho đến 4,5m tùy từng căn anh chị nhé. Ngõ thông hè thoáng. Rồi, hãy quay Phương lát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Các căn thì đều được thiết kế giống nhau, 7 tầng, thông sàn từ tầng 1 lên tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 mỗi tầng 2 phòng, bếp để ở tầng 6 anh chị nhé. Tầng 7 thì sẽ là phòng thờ sân phơi. Em sẽ zoom rộng lên một chút để anh chị dễ hình dung hơn. Ô tô 7 chỗ để thoải mái, tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng mặt bằng kinh doanh, chứ không để ô tô thì hơi lãng phí. Còn ai thì ở thì để ô tô thì tuyệt vời rồi. Dưới tầng 1 này thì sẽ để xe cộ thoải mái. Đây, phía đằng trước anh chị này. Đấy, kinh doanh tạp hóa các thứ rất ok luôn. Thông thoáng. Đây là khu vực tầng 2. Đây là căn nhà lô góc anh chị nhé. Vị trí lô góc. Còn kia là 2 căn thường. Căn nhà này thì sẽ phù hợp với những anh chị nào vừa ở vừa kinh doanh. Các tầng trên thì ở, phía bên dưới thì có thể kinh doanh. Kinh doanh gì cũng được, hoặc là kinh doanh văn phòng cũng đều ok. Tầng 3 của chúng ta thông sàn, 3 tầng. Hay 3 tầng như này thì làm văn phòng hay là làm khu vực kho thì cũng đều ổn. Nếu mà chúng ta đã ở không ấy thì sẽ chuyển phòng bếp vào phòng khách lên đây. Đấy, làm một sàn như thế này thì sẽ cũng tương đối hợp lý. Phía ngoài thì sẽ phòng khách, phía trong này thì sẽ thiết kế khu bếp ở trong này. Khu bếp trong này. Đây. Đấy. Hoặc là dãy này. Ở đây cũng để sẵn khu vực chờ rồi. Đều rất là ok. Hệ thống điều hòa thì đã chờ sẵn rồi. Mức giá đang được chào bán cho các căn nhà này chỉ với 14,6 tỷ thôi. 14,6 tỷ cho một căn nhà như này. 62m sổ. Chưa tính đua ra, chúng ta sẽ lên tầng 4. Thang máy 450kg cho 6 người. Thang máy còn chưa bóc. Hiện nay thì cũng vẫn vào dịp cuối năm rồi. Tuy nhiên là những căn nhà này thì vẫn bàn giao trước Tết, thoải mái anh chị nhé. Khu vực tầng 4 của chúng ta thì đương nhiên rồi, sẽ thiết kế 2 phòng. 2 phòng, vệ sinh khép kín. Phòng ngoài sẽ rộng hơn phòng trong anh chị nhé. Đây phòng ngoài đây. Tất cả là lan can nhôm đúc hết. Vị trí phố Nguyễn Đức Cảnh này sẽ là giao từ Trương Định vào đến Hồ Đền Lừ anh chị nhé. Đấy là những anh chị chưa biết, còn lại là ở khu vực này thì những anh chị nào ở gần đây thì đã quá rõ khu vực này rồi. Khu này thì kinh doanh cũng rất là sầm uất. Tầng 4, tầng 5 thì sẽ dành cho khu vực để ở. Phòng tầng này thì giống như phòng tầng dưới thôi. Vệ sinh khép kín hết hai bên. Rồi, em sẽ tranh thủ quay lên trên cho anh chị nhé. Hiện tại thì ngoài những căn
Nhà này ra thì quanh khu vực nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé, hoặc truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Bán Nhà Riêng Hà Nội và lựa chọn phân khúc, em đã để rất là rõ trong kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội rồi. Quý anh chị có thể vào truy cập vào kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội và truy cập vào các mức giá, các căn nhà mức giá phù hợp với những cái nhu cầu mà anh chị đang lựa chọn, đang tìm kiếm. Đây là tầng 6 của chúng ta. Thực ra khu vực tầng 6 này thì để một phòng nhỏ bên này, phòng bếp bên kia, vệ sinh ở giữa. Vệ sinh như này thì nó hơi vướng một chút nhưng mà công năng sử dụng thì nó lại đầy đủ. Đây là khu vực tầng 7 của chúng ta. Phòng thờ sân phơi. Phía đằng sau của chúng ta là khu vực hồ đèn lừ anh chị nhé. 4 căn thiết kế giống nhau. Rất thoáng. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua một căn nhà vừa ở vừa có thể kinh doanh tốt tại khu vực quận Hoàng Mai gần hồ đèn lừ Trương Định thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.